Chào các em, trong tiết học này cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 môn lịch sử lớp 9. Với bài kiểm tra này, các em sẽ kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, trắc nghiệm 4 điểm gồm 16 câu, phần tự luận 6 điểm 4 câu và thời gian làm bài là 45 phút. Nội dung ôn tập. Như sau: chương 2, bài 5, bài 6, bài 7, chương 3, bài 8, bài 9, bài 10, chương 4, bài 11 và chương 5 là bài 12. Câu 1. Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế Mỹ phát triển giàu mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai? Giai đoạn 1945-1950. Hướng dẫn trả lời. Đó là Mỹ thu 114 tỷ USD lợi nhuận, xa chiến trường nên không bị chiến tranh tàn phá, yên ổn phát triển sản xuất hàng hóa và vũ khí. Và nguyên nhân quan trọng đó là Mỹ áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật. Câu số 2. Dưới chế độ quân quản Mỹ, Nhật Bản đã tiến hành những cải cách dân chủ như thế nào? Ý nghĩa của những cải cách dân chủ này. Hướng dẫn trả lời như sau. Thứ nhất là ban hành hiến pháp mới năm 1946. Thứ hai, thực hiện cải cách ruộng đất. Thứ ba, xóa bỏ chủ nghĩa quân phiệt. Thứ tư, trừng trị tội phạm chiến tranh. Thứ năm, ban hành các quyền tự do dân chủ. Và ý nghĩa của những cải cách này đó là những cải cách dân chủ này là nhân tố quan trọng giúp Nhật Bản phát triển mạnh mẽ sau này. Câu 3. Hãy nêu nguyên nhân và mục đích liên kết của Liên minh châu Âu. Hướng dẫn trả lời như sau. Các nước đều có chung một nền văn minh, kinh tế không cách biệt nhau lắm, có mối quan hệ mật thiết lâu đời. Thứ hai là mở rộng thị trường và xóa bỏ hiềm khích về chính trị trong quá khứ. Thứ ba, muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mỹ. Ở câu số 4, trình bày những hệ quả các quyết định tại hội nghị IALTA vào tháng 2 năm 1945. Hướng dẫn trả lời như sau. Đó là hình thành trật tự hai cực IALTA do Liên Xô và Mỹ đứng đầu mỗi cực. Chính vì điều này mà thế giới đã chia thành hai phe trong tình trạng đối đầu căng thẳng với đỉnh cao là chiến tranh lạnh. Chúng ta đến với câu số 5. Thế nào là chiến tranh lạnh? Và hướng dẫn trả lời như sau. Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch về mọi mặt của Mỹ và các đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa suốt nửa sau thế kỷ 20. Ở câu số 6, hãy nêu nguồn gốc của cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai và hướng dẫn trả lời như sau. Do bùng nổ dân số, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, buộc con người phải lao vào tìm tòi, phát minh để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống con người. Và cuối cùng là câu số 7. Cho biết ý nghĩa của cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai, hướng dẫn trả lời như sau. Chính là cột mốc chói lọi trong lịch sử tiến hóa văn minh của loài người. Thứ hai, cách mạng khoa học kỹ thuật đã mang lại những tiến bộ phi thường, những thành tựu kỳ diệu và những đổi thay to lớn trong cuộc sống của con người. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn xong một số nội dung để chuẩn bị cho bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1. Chúc các em ôn tập hiệu quả và làm bài tốt nhé. Thân mến, chào các em.